ngày 5 tháng 11, liên quan đến vụ thầy giáo 55 tuổi bị tố quan hệ tình dục với nữ sinh, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết, em tờ, hờ, tờ, 2002, được chuyển sang trường khác học. Còn thầy giáo Nguyễn Văn Chính dạy toán trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, không được cho nghỉ như đơn nguyện vọng. Trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn đang thành lập hội đồng kỷ luật để có hình thức xử lý đối với thầy Chính. Ông Chính có thể bị kỷ luật ở mức cao nhất là buộc thôi việc. Với lá đơn tự nguyện yêu thầy giáo đang lan truyền trên mạng xã hội được cho là của em tờ, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết cần phải xác minh, làm rõ thêm là thật hay giả. Liên quan vụ việc trên, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang cũng đang phối hợp cơ quan điều tra để hoàn tất hồ sơ xử lý hình sự ông Nguyễn Văn Chính 55 tuổi. Ông Chính bị gia đình một nữ sinh gửi đơn đến công an và trường tố cáo nhiều lần quan hệ tình dục với con em họ đến mức có thai. Ban đầu ông Chính thừa nhận bản thân và học trò phát sinh tình cảm yêu đương trước lễ 30 tháng 4 năm 2018, thời điểm này nữ sinh đang học lớp 10. Tháng 5 năm 2018, hai người có quan hệ tình dục. Khi biết học trò mang thai, ông Chính dẫn đi phá thai, rồi tiếp tục quan hệ. Ông Chính bị trường đình chỉ công tác và công an đang xác minh làm rõ vụ việc.